về phía Trương tìm tới thân một thành tựa đỡ được Tuyết Linh Huân. Sư mềm dẻo kích thước lưng áo hơi là phát lực, đã đỡ được Tuyết Linh Huân lên. Bá mẫu, ngài làm cái gì vậy? Ở trên trán của Giang Lam Nam lúc này, mồ hôi cũng đã đi ra. Tuyết Linh Huân lúc này nghẹn ngào nói: Hai tử, một vài người nhận được, ta là vì Đấu Linh Đế Quốc mấy ngày này vạn dân chúng, vì cả tương lai của Đấu Linh Đế Quốc hoàng thất, ta bây giờ là thân phận công chúa Đấu Linh Đế Quốc, thỉnh cầu người. Asia, ta đáp ứng ngay, ngài đừng có khóc. Giang Lam Nam lúc này tâm địa thiệt lương, đối mặt với tình hình như thế này, nàng làm sao có thể cự tuyệt đây. Tuyết Linh Huân lúc này mừng rỡ, nắm thật chặt Giang Lam Nam trong tay, rồi nói: Hào hai tử, cảm ơn con. Từ Tâm Thạch ở bên cạnh có một chút buồn bực rồi nói: Các ngươi còn không có ý kiến của ta, con của ta cũng là một nửa của ta đó. Đi qua một bên đi. Tuyết Linh Huân lúc này tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái, lôi kéo Giang Lam Nam hưng trùng trùng tựa là hướng về phía sau đi tới, còn có một chút ý tứ bi thương. Nam Thu Thu lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn chuyển bì vì là hỷ Tuyết Linh Huân, thì thào nói: Tam sư huynh, A Di trước kia là diễn viên hay sao? Người của hoàng thất có một đơn giản, thật là không biết cha của ta ban đầu là làm sao đem mẹ ta lừa gạt tới tay. Hiện tại ta có một chút ít hiểu rồi, tại sao cha của ta không chịu tới. Nói không chừng, nếu là cha của ta tới đây thì mẹ của ta sẽ quân hắn để cho ta đổi họ thôi. Cẩn thận, vẫn đứng ở bên cạnh không có mở miệng, Quý Thất Trần lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ Tâm Thành cũng là trước tiên kịp phản ứng, trên người tia sáng chật lóe, ở trong nháy mắt này cùng với Nam Thu Thu đổi vị trí. Huyền Vũ Thuẫn chợt xuất hiện ra ở trước người. Đinh một tiếng giòn bình hướng lên, phong sẽ hơi thở tứ tán bày tán loạn, hẳn là cắt sách không khí khúc kích xung động, một đạo hắc ảnh này cũng tùy theo tự ở trong không khí hiện ra bên ngoài. Bóng đen này ở trong tay có một chuôi ngắm chùy, toàn thân vì là ám tử sắc tả mắt ra quang mang u lãnh. Một kích không trúng, thân thể của hắn cũng là hơi sáng ngời, ở trong nháy mắt này tự tránh ra được chính diện Huyền Vũ Thuẫn. Đến bên người của Từ Tâm Thạch lại là một kiếm đâm ra, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như trong nháy mắt này Từ Tâm Thạch mặc dù đang gấp gáp ở trong lúc chặt lái công kích đầu tiên của hắn, nhưng hắn khiếp sợ cảm giác được Huyền Vũ Thuẫn lực lượng phòng ngự thế nhưng mà không thể nào đem công kích của đối phương này hoàn toàn tháo súng. Còn có một bộ phận ở phòng dài hơi thở kéo dài cánh tay của mình kinh mạch chui vào bên trong cơ thể, làm cho cánh tay của hắn một trận quặn đau. Nếu như không phải là bản thân hắn hồn lực đầy đủ mạnh mẽ, lần này tự sẽ khiến cho hắn trọng thương. Lực công kích thật là cường đại, mẫn công hệ chiến hồn sứ, không nói chuẩn xác hẳn là mẫn công hệ phong hào đấu la. Từ Tâm Thạch lúc này hiện tại lực lượng phòng ngự coi như là am hiểu nhất công kích mẫn công hệ chiến hồn sứ, cũng không thể nào ở một lần trực tiếp này công kích đơn giản để cho Huyền Vũ Tấn phòng ngự không được. Có thể làm được điểm này, đối phương nhất định là thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Một tầng vầng sáng màu vàng nhạt cơ hồ là trong nháy mắt này từ từ trên người của Từ Tam Thạch hướng ra phía bên ngoài tản phát ra, tản ra đồng thời màu vàng ở trong nháy mắt trở lại, tự nhiên là một loại chất lỏng màu vàng lợt bao phủ chung quanh tảng lớn không gian. Hồn kỳ thứ 6 Huyền Vũ Trì Vực. Từ Tam Thạch lúc này kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, vừa phát hiện ra công đúng trước tiên là khỏi lĩnh ra lĩnh vực của mình năng lực. Dưới tác dụng của Huyền Vũ Trì Lực, thích khách này tốc độ rất là nhanh, sẽ phải chịu hạn chế thật lớn. Hắn bên này phát động ra đồng thời ba người kia tất cả cũng phản ứng tới. Thẩm Phán Chi Kiếm xuất hiện ra ở trong tay của Quý Thiệt Trần. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là một cỗ lạnh lạnh kiếm ý, trực tiếp khóa hướng tên kia thích khách này. Bốn người bọn họ tu vi cho dù đối mặt với cấp bậc cường giả phong hào đấu la, thật sự đúng là không sợ. Thật là thần thánh danh nghĩa. Thanh âm này trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng của Diệp Quốc Y vang lên. Một đạo kim quang trong nháy mắt này phóng lên trên cao, bạo phủ cả đại điện. Ở kim quang chiếu rọi xuống, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Sau lưng của Diệp Quốc Y, ba song cánh chim này trắng nón lặng lẽ mở ra, chính là Lục Dực Thiên Sứ. Không sai, bốn người bọn họ ở bên trong hiện tại tu vi cao nhất cũng không phải là Quý Thiệt Trần cùng với Từ Tâm Thạch. Bọn họ khoảng cách phong hào đấu la cũng còn có một bước ngắn. Thực lực chân chính cường đại nhất chính là Diệp Cốt Y. Bao lần trương tinh lọc ra đại lượng oán linh, Diệp Cốt Y bế quan, rốt cuộc là thành công đột phá, trở thành đường môn vị phong hào đấu la. Lúc này thần thánh ánh sáng mở ra hết thảy bí mật năng lực, tất cả đều ở trong đó không chỗ nào che giấu. Từ Tam Thạch lúc này chân mang quỷ ảnh mê tung, tốc độ mặc dù so sánh với kém địch nhân, nhưng bằng quỷ ảnh mê tung thần diệu, vẫn là hiện lên một kích đối phương này theo nhau mà đến. Cùng lúc đó Huyền Vũ Tuấn đã hóa thân thành vô số lá chắn ảnh, bảo vệ bản thân, để cho thích khách kia công kích vô tổng hạ thủ. Thích khách kia kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên cũng rất phong phú, mắt thấy mắt đi cơ hội, cảm giác cảm thụ được ở trên người của Quý Thiết Trấn chuyển đến kiếm ý điên cuồng, hắn trước tiên là lựa chọn thối lui, cùng phe của mình những người khác phối hợp.
Lúc này ở bên trong hoàng cung đại điện này đã là một mảnh an tĩnh, đối diện ở thần thành ánh sáng chiếu rọi xuống, xuất hiện thậm chí là còn hai mươi mấy người, bọn họ nhanh chóng tản mát ra, lửa vây quanh xu thế hướng bốn người của Từ Tam Thạch xuống lại. Tia sáng hồn hoàn trói mắt là bắt mắt như vậy, ở nơi này hơn 20 người ở bên trong, thậm chí có 4 vị cũng là cấp bậc cường giả phong hào đấu la, còn lại tất cả đều là hồn đấu la cấp bậc tu vi, chỉ có 2 người nhìn qua tu vi kém hơn, một gã tuổi trường 40 trung liên nhân, tu vi có cảnh giới hồn thánh, còn có một tên thanh liền sắc mặt ấm lánh, nhìn qua bộ dáng chừng là 30 tuổi là lục hoàn hồn đế. Bộ mặt của Từ Tam Thạch ra thịt hơi có cấp lại một chút, nhìn thoáng qua sang nam thú thú bên cạnh cách đó không xa rồi nói: chiến đấu, hành động. Hậu đường hai đạo thân ảnh cũng đã nhanh chóng trở về, có thể không phải là sang nam nam cùng với Tuyết Linh Huân hay sao, từ phía sau giống như trước giảm mất xa mười mấy người, ở trong đó một gã phong hào đấu la dẫn dắt, nhưng từ khác tất cả đều là hồn đấu la, cấp bậc cường giả hồn thánh, bọn họ bị bao vây. Tên thanh liên kia sắc mặt âm trầm cười lạnh một tiếng rồi nói: không cần cố gắng chạy trốn hoặc là tìm kiếm viện quân, ta không có bất kỳ khả năng nào cả. Ráng chạy trốn hoặc là tìm kiếm viện quân là không có khả năng nào đâu. Bên trong tòa thành hoàng cung này, chủ điện lẻ loi chứ bọn người già đã không có người sống. Sở hữu thị vệ cũng đã được giải quyết. Phía ngoài có chúng ta từ Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 8 hồn đạo khí ngăn cản kết giới. Cho dù nơi này đánh lật trời cũng sẽ không truyền ra một tiếng âm thanh. Từ Tam Thạch lúc này lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt trầm giọng nói: ngươi là Tuyết Lãnh hay là Tuyết Khuê? Thanh liên cười lên hà hà, ngạo khí mười phần, lũ cười cuồng quyết xa khí hiện thị rõ. Bản công tước là Tuyết Lãnh, vị này chính là Tuyết Khuê hầu tước, không nghĩ tới sao chúng ta sẽ đi đến cùng với nhau đó. Vừa nói, hắn chỉ ở bên cạnh tên trung liên nhân kia hơn 40 tuổi. Tuyết Lãnh, Tuyết Khê, xem ra các ngươi vừa mới bắt đầu kế hoạch cứu thị tốt sao. Vừa nói ra, ánh mắt của Từ Tam Thạch lúc này đã trở lên trên người của tên trung liên nhân Tuyết Khê. Tuyết Khê tướng mạo bình thường, thuộc về các loại ở trong đám người tuyệt đối không tĩnh là mục đích, nhìn qua thậm chí có một chút ít đần đốn. Ai có thể nghĩ đến chính là một chỗ này, một người trung liên nhân thực tế là một sát nhân cuồng mà đấy. Một ít đường giết quá, gặp phải bất kỳ thành thị nào cũng sẽ đem quần còi giữa này giết chóc không còn một mống, chính là hắn, là An Hành Tính lĩnh chủ Tuyết Khuê, mà Tuyết Lãnh còn lại chính là lĩnh chủ Thiên Hỏa Thành Tính. Bàn về tước vị, Tuyết Lãnh tước vị cao hơn, tổ tiên của hắn đã từng vì đấu linh đế quốc này lập nhiều quá công lao hãn mã. Năm đó thiên đấu đế quốc này phân liệt ra thành thiên hồn đế quốc cùng với đấu linh đế quốc, tổ tiên của hắn đã từng trợ giúp đấu linh đế quốc hoàng thất thành công chạy trốn thiên hồn đế quốc hoàng thất đuổi giết, cuối cùng lập quốc thành công, vì vậy mà đã đường thế lập ra công tước tước vị, đấu linh đế quốc cũng là đứng hàng thượng vị chưa huân quý. Mà Tuyết Khuê lúc này sẽ phải xài rất nhiều, mặc dù cũng là một lĩnh chủ hành tính nhưng tước vị cũng là hầu tước. Bọn họ chia ra mang theo lãnh địa của mình quân đội cần vương tiền khởi binh, chạy thẳng tới thành linh đấu mà đến. Dọc theo đường đi của Tuyết Lãnh mười phần khắc chế, chỉ cần không phải là gặp phải đối thủ chủ động công kích, hắn cũng sẽ không ra tay độc ác. Mà Tuyết Khê thì là vừa vặn ngược lại, gặp phải bất kỳ thành thị cũng thế lôi đình vạn quân phát động công kích. Đấu linh đế quốc nội bộ vốn là tự chống sống, hắn một cái hành tinh này binh lực cũng là bình minh cường tướng, tự nhiên là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tuyết Lãnh cùng với Tuyết Khê rõ ràng cùng là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng lại đi cùng với nhau, hơn nữa nhìn đi tới bọn họ còn rất quen thuộc, thậm chí ngay cả tướng mạo đều có điểm giống nhau. Tuyết Khê lúc này chậm giọng nói: Từ Tam Thạch, sai lầm của người ngay tại ở lần này đi ra ngoài giao du với kẻ xấu. Nếu như không có người, Tuyết Lãnh cũng sớm đã ngồi ở lên ngôi vị hoàng đế, hôm nay tự là tử kỳ của các người rồi. Từ Tam Thạch lúc này lạnh lùng nhìn hắn rồi nói: ta nghĩ là không rõ, ngươi cam nguyện hủy diệt danh tiếng của mình là vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không mơ ước ngôi vị hoàng đế hay sao? Tuyết Khê lúc này cười lạnh một tiếng rồi nói: ngươi lập tức chính là chết người đó, nói cho người biết rằng cũng không có gì. Tuyết Lãnh thật ra là con trai của ta, năm đó là ở trong Thiên Hoàng Hánh tỉnh du lịch, không cẩn thận biết được một vị phu nhân, cũng chính là một lần Thiên Hỏa công tước phu nhân, còn lại cũng không cần ta nhiều lời. Về phần tại sao ta muốn đối giết ra đánh cướp, đơn giản chính là vì con của ta, tổng yếu có là lá xanh tới phối hợp, hoa hồng tài năng cùng với thêm tiểu diễm, không phải sao? Nói tới đây, tôi không cần phải tiếp tục nữa. Tuyết Linh Huân lúc này bị tức cười, đỏ bừng, tức giận nói ra không ra lời. Các ngươi sớm đã có dựng mưu rồi sao? Từ Tam Thạch lúc này trầm giọng nói:
Cười nhạt một tiếng, Tuyết Khê nói, Nhật Nguyên Đế Quốc Đế Hậu Chiến Thần đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta lần này lấy được địa vị thống trị, như vậy tương lai chỉ cần hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc thần phục, trở thành thuộc quốc này, chúng ta đấu linh là có thể may mắn thoát khỏi. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất vào lúc này, dựa vào lời hiểm yếu này chống lại là không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Nhật Nguyên Đế Quốc cường đại căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta làm như vậy cũng chỉ là vì đế quốc mà thôi. Tuyết Linh Huân lúc này lạnh lùng nói, hai chi đánh lén thủ đô hồn đạo sư đoán có phải hay không là các người dẫn dụ đến. Tuyết Khuê lúc này lãnh đạm nói, loại nước bẩn này cũng đừng có dội ở trên người của chúng ta là sẽ không thừa nhận đâu. Đây chẳng qua là Nhật Nguyệt Đế Quốc đạo sư đoán vô cùng là cường đại thôi, hoặc là nói thì ra hoàng thất vô cùng là nhỏ yếu. Hiện tại đây hết thảy cũng là muốn kết thúc. Tuyết Linh Huân này, ngươi đến cũng tốt rồi, hoàng thất trực hệ chỉ có hai mẹ con các ngươi, hôm nay chỉ cần các ngươi chết ở chỗ này, kế tiếp tự không ai có thể là đủ ngăn cản con ta ngón ví. Tuyết Lãnh hừ lạnh một tiếng rồi nói, con cùng với bọn họ nói nhảm cái gì nữa, ta chỉ muốn chết mà thôi. Vừa nói ra, nhìn hắn lùi về phía sau, nhìn qua Tuyết Khê hơn 40 tuổi, trên thực tế tuổi đã gần đến 60 tuổi cũng giống như là trước lùi về phía sau. Bọn họ bố trí cục thời gian rất lâu, hiện tại cuối cùng đã là tới thời điểm cuối cùng đạt được thành quả. Từ Tâm Thạch lúc này căn bản không cần đoán, cũng có thể dự đoán được ở trước mặt ở bên trong những cường giả này nhất định thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu không hai cái hành tinh này năng lực của lãnh chúa còn chưa đủ để lười phấn xa phần đông cường giả như vậy. Đây chính là 5 vị phong hào đấu la, còn có một số lớn hồn đấu la cùng với hồn thánh cấp bậc cường giả. Mà Từ Tâm Thạch lúc này bọn hắn ở bên này tổng cộng nó chỉ có 6 người, chân chính phong hào đấu la càng chỉ có Diệp Cốt Y. Trước mắt loại cục diện này không thể nghi ngờ là trở thành một cái bẫy chết, muốn chết ở trong cầu sống cũng chỉ là có phá vòng vây. Từ Tâm Thạch lặng yên lùi về phía sau một bước, chắn trước người của mẫu thân Tuyết Linh Huân. Mặc dù là một vị công chúa, nhưng làng tự thân năng lực cũng không tính toán quá mạnh, lương tợ theo huyết mạch hoàng tộc cùng với phần đồng tài nguyên cũng chỉ là tu luyện đến hồn đế tu vi mà thôi, ở trong mọi người chính là yếu nhất.